Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel đã chia sẻ với cộng đồng tình báo Mỹ về kế hoạch chiến tranh bí mật của Hamas liên quan vụ tấn công hôm 7 tháng 10. Tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, từ hơn một năm trước, Giới trước Israel đã biết về kế hoạch tấn công của Hamas thông qua tài liệu bức tường Jericho mà họ có được. Tài liệu được viết bằng tiếng Ả Rập, đặt theo tên thành phố Jericho ở bờ tây thuộc các vùng lãnh thổ Palestine. Tài liệu mô tả việc phóng hàng loạt rocket ngay khi bắt đầu chiến dịch, dùng máy bay không người lái UAV tập kích để loại bỏ hệ thống máy quay an ninh và súng máy dọc khu vực biên giới, trong khi các tay súng xâm nhập Israel bằng dù lượn, xe máy Giới chức quân đội và tình báo Israel đã xem tài liệu nhưng bác bỏ tính khả thi, cho rằng đây chỉ là tham vọng của Hamas, không phải là điều lực lượng này có thể thực hiện. Theo một số quan chức Mỹ, nếu quân đội Israel xem xét tài liệu dài 40 trang này một cách nghiêm túc hơn, họ có thể đã ngăn chặn được cuộc tấn công khiến trên 1.200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo báo cáo, Israel đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo gần đây nhất hồi tháng 7 bao gồm cả cuộc tập trận kéo dài cả ngày cho thấy lực lượng Hamas đang chuẩn bị chiến tranh. Theo quan chức giấu tên, dù Mỹ và Israel có mối quan hệ tình báo chặt chẽ, nhưng Israel dường như không chia sẻ tài liệu trên với các quan chức tình báo Mỹ. Quan chức giấu tên nói, tại thời điểm này không có dấu hiệu nào cho thấy cộng đồng tình báo Mỹ đã được cung cấp tài liệu về chiến dịch bức tường Jericho như tờ New York Times đưa tin, đồng thời cảnh báo tình báo Mỹ chắc chắn tiếp tục theo dõi thông tin này một nhà lập pháp và quan chức mỹ cũng xác nhận rằng các quan chức israel không cung cấp bản tài liệu trên cho cộng đồng tình báo mỹ người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia john kirby cho biết ông không thể xác nhận thông tin của new york times phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ israel không trả lời yêu cầu bình luận người phát ngôn của cea từ chối bình luận về thông tin trên Trước đây, giới chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhấn mạnh Washington không hề biết rằng Hamas đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô này. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với các phóng viên tại Brussels, nếu chúng tôi có những bằng chứng đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với Israel. Nhưng theo tôi biết, chúng tôi không nắm được thông tin đó. Trong buổi trả lời phỏng vấn hôm 1 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Chính quyền tổng thống Biden đang tập trung vào việc đảm bảo Hamas không thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tương tự. Ông nói sẽ có rất nhiều cơ hội để phân tích đầy đủ những gì đã xảy ra hôm 7 tháng 10, bao gồm xem xét lại điều gì đã xảy ra, ai đã nắm được thông tin gì và khi nào Israel đã nắm rõ về điều đó ra sao. Theo một trợ lý quốc hội quen thuộc với vấn đề tại điện Capitol các thành viên của ủy ban tình báo thượng viện và hạ viện đã nhận được một số thông tin tóm tắt về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Người này nói rằng trong các cuộc thảo luận bí mật, các thành viên được thông báo rằng Israel đã nắm được thông tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Hamas vào Gaza. Nhưng thông tin đó không bao gồm chi tiết cụ thể của tài liệu bức tường Jericho trong những tuần gần đây, các nhà lập pháp Mỹ, bao gồm cả thành viên Đảng Dân chủ, đã đặt câu hỏi rằng chính quyền Mỹ dựa vào Israel để thu thập thông tin tình báo về Hamas ở mức độ nào. Mỹ từ lâu đã có mối quan hệ chia sẻ thông tin tình báo với Mossad, tổ chức từng thiết lập hoạt động thu thập dữ liệu mạnh mẽ về Hamas ở Gaza. Nhưng sau thất bại của Israel trong việc phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công theo thời gian thực, một số thành viên quốc hội và quan chức trong chính quyền Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Israel về thông tin tình báo liên quan đến lực lượng này hay không. Các tàu thương mại đi qua biển đỏ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công hàng giờ trong ngày 3 tháng 12. Lực lượng Houthi Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo hãng tin AP, diễn biến trên có khả năng đánh dấu bước leo thang mới trong một loạt cuộc tấn công trên biển ở Trung Đông Liên quan đến cuộc chiến Israel Hamas khi nhiều tàu lần đầu tiên rơi vào tầm ngắm. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo liên quan đến các cuộc tấn công vào tàu USS Connie và các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin khi có." Cho đến nay, Connie là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ, hoạt động tại Biển Đỏ làm nhiệm vụ ngăn chặn tên lửa mà Houthi bắn về phía Israel. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết con tàu khu trục không bị hư hại trong vụ tấn công cũng như không ghi nhận thương tích trên tàu. Quan chức này cho hay tàu Kani đã phản ứng và hành động sau khi nghe tin từ tàu chở hàng Unity Explorer có gắn cờ Bahamas rằng tàu đang bị tên lửa tấn công. Ngay sau đó, tàu khu trục Kani đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Houthi với lý do để tự vệ. Hiện tàu hàng Unity Explorer vẫn đang trong quá trình đánh giá thiệt hại. Theo một quan chức Mỹ khác giấu tên, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng ở Sana, Yemen và kéo dài tới 5 giờ đồng hồ. Về phần mình, lực lượng phong trào Houthi ở Yemen cho biết họ đã tấn công hai tàu Israel là Unity Explorer và Number 9 bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân. Người phát ngôn của quân đội nhóm này, tướng Yahya Sari tuyên bố có một tàu bị trúng tên lửa và một tàu khác bị tấn công khi đang ở eo biển Bab el-Mandeb, nối biển đỏ với vịnh Aden ông Sari không đề cập đến bất kỳ tàu chiến Mỹ nào tham gia vào cuộc tấn công. Theo người phát ngôn của Houthi, hai tàu Unity Explorer và Number 9 đã trở thành mục tiêu sau khi từ chối cảnh báo từ lực lượng hải quân của Houthi. Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định nước này không có mối liên hệ nào với hai tàu bị phong trào Houthi của Yemen tấn công. Ông Hagari nêu rõ, ngày 3 tháng 12, các tên lửa nhắm vào hai tàu thương mại không có mối liên hệ nào với nhà nước Israel một tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ bị đắm, tàu còn lại bị hư hỏng nhẹ. Người phát ngôn của quân đội Israel thông báo ông đang theo dõi vụ việc cùng bộ chỉ huy trung tâm và hạm đội 6 của Mỹ trước khi chia sẻ thông tin về bao giới. Theo hãng tin RT, lãnh đạo Pháp và giới chức Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ mục tiêu xóa sổ lực lượng Hamas của chính quyền Israel trong bài phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Reagan cuối tuần trước bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin khẳng định washington sẽ tiếp tục kêu gọi israel bảo vệ dân thường và đảm bảo luồng viện trợ nhân đạo chảy vào gaza bộ trưởng austin cảnh báo trong kịch bản israel chiến thắng phiến quân hamas nhưng không ngăn được thương vong đối với dân thường thì điều đó sẽ trở thành thất bại chiến lược trọng tâm là dân thường và nếu bạn đẩy họ về phía đối thủ chiến thắng về mặt chiến thuật sẽ trở thành một thất bại chiến lược ông nói ám chỉ việc các đợt tấn công dồn dập của quân đội Israel có thể khiến ngày càng nhiều người Palestine gia nhập hàng ngũ của nhóm vũ trang Hamas. Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý thêm, sẽ có thêm bi kịch nếu tất cả những gì đang chờ đợi người Israel và người Palestine sau cuộc chiến khủng khiếp này lại là tình trạng bất an, giận dữ và tuyệt vọng hơn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Israel sẽ phải đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hamas, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Tel Aviv. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo mục tiêu của Israel nhằm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas có thể khiến xung đột hai bên kéo dài 10 năm. Theo hãng tin RT, bình luận của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm mùng 2 tháng 12 tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công trên bộ ở giải Gaza cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu mà cụ thể là giải cứu các con tin còn lại và xóa sổ hoàn toàn Hamas. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc ở Dubai, Ông Macron đặt câu hỏi, liệu ai nghĩ rằng có thể xóa sổ Hamas hay không? Ông cũng kêu gọi chính quyền Israel xác định chính xác hơn các mục tiêu cuối cùng trong cuộc chiến với Hamas. Tổng thống Pháp nói, nếu đó là mục tiêu, cuộc chiến sẽ kéo dài 10 năm, không thể có an ninh lâu dài cho Israel trong khu vực nếu an ninh của họ phải trả giá bằng mạng sống của người Palestine.